Thế là các bạn ơi chứ. Mưa quá lớn luôn các bạn. Giờ mình mới chạy về nhà chắc không. Tỉnh nghe bắt cá trong mưa các bạn ơi. Lấy lạnh đông người thật. Ta bắt cá. Bây giờ cũng trời đang mưa đó các bạn. Mà mấy anh em thì lúc nãy đi đặt chuột á, mà thấy Dũng cá nè, cạn nhiều quá. Cái anh em chạy về xách gỗ ra các bạn. Anh em giờ đứng đây đợi nè. Giờ mình mới chạy về nhà xách gỗ. Tỉnh nghe bắt cá trong mưa các bạn ơi. Lấy lạnh đông người thật. Tao bắt cá. Nè, gỡ nè. Xúc cái chừng ấy cái lúa lúa nha. Rồi giờ đang mưa đùng đùng luôn các bạn. Để lội từ cái cánh, lội từ để về hư lúa chút chút lúa lên. Rồi lội lên nổi đi đừng mơi. Chút cá thấy mê không các bạn. Thôi thôi tạnh mưa đâu các bạn. Rồi, cái kia còn đen thui luôn rồi. Đó nó bắt các bạn. Cái nào nhiều nhiều đi. Nhúc nhúc chân luôn các bạn. Cái gì xúc cá mà cái tay rung 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 vậy hả cha. Để xuống nha nè, cái tay tát tát vô cái cảnh. Đúng rồi, để xuống lấy cái tay tát vô. Ừ. Mạnh vô, mạnh vô. Đi chơi cổ bánh cao. Trải nghiệm bắt cá trong mưa luôn các bạn. Cá bự không? Bắt đâu. Nước vẫn là được phút. Được. 20 hổ có mưa đợi ra mưa. Ướt ráo luôn hả? Nó nhóc cũng rộng rồi còn được phút. Ừ, lội vô trỏng được rồi. Dẹp điện thoại, lao điện thoại cho tụi bay nữa. Nãy điện thoại ướt nhẹp đâu. Biết điện thoại của nạn sáng hoài không tối. nãy có chỉ có nhúng nước này à. Tại hay nó ăn cái nguyên đám luôn rồi. Giờ xuống đại nhưng không biết đâu mà. Đây lần treo quay đi. Ủa đã chạy nó có thay khỏi đâu mà. Nghĩ cảnh đi. Đép thì đép, bỏ lúi lại đó. Ôi, mốt lại mà vậy nè. Cá con không? Nhỏ xíu. Rồi hết mưa luôn, tạnh mưa luôn các bạn. Nãy anh em hưởng đoạn nguyên cơn mưa. Trời ơi, cá này nhỏ nhỏ không các bạn. Cá này thì cá rung tích mà. Trời ơi, má nó chẳng trồng nó mang lận chứ. Trời ơi. Dựng lúa ta lên. Ai dựng lúa anh ơi. Nước nãy nó mưa xuống dẫn lên trên mẹ rồi. Đâu nhiều không? Ừ đó có. Xúc một cái đó các bạn. Ừ đó có. Chó kìa. Ừ không đã. Ừ đó có. Quá trời luôn các bạn. Gươm nặng nặng. Quá đã, quá đã. Ba đuối lên nha. Đi đúng cái rỗng thôi. Trời ơi con. Trời đất ơi. Má bán còn cảnh cả. Mưa dữ vậy. Rội vô cái. Rội vô lên cái. Trời đất có mưa nè.
Cái rổ đâu rồi? Chắc, à. Chắc chú cũng bị quấn giữa đêm vô hờ luôn á. Ôi ôi, xúc có một cái, có mấy cái nè. Cảnh ơi. Giữ lên lại. Không, sao không biết chứ. Quá thành con. Chút chắc bét đầu á. Nè, đủ má. Ôi ôi, vớt cái nào cái nấy thấy mê. Từ từ chó đi. Trời, cái mình vô không lặn chút quá trời luôn các bạn ơi. Mình kêu không làm gì. Cái đi, anh thằng quá đã, quá đã. Quá đã mọi người ơi. Đi, để ý cỏ tay ổ lúi. Trời, chết luôn. Cái đồ rỗng mà không sốc. Quay quay quay. Cái con rỗng rồi sốc. Ủa ơi, quá trời luôn. Đâu, được con cá rô. Đây đây đây, đưa vô, đưa vô. Đưa vô, vô các bạn ơi. Thôi mình đi kiếm chỗ khác đi. Còn không? Qua bên góc ruộng của chú Tám bên kia kìa. Còn bạn. Cống này rút xuống đây chứ đâu. Ồ ồ. Nó bự 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 không à. Kìa chơi kìa, dặm dặm đúng rồi đó. Trời ơi, kìa. Nó bự bự không à. Bự bự. Ồ. Đất cũng nhiều. Cái chân gốc cây nha. Chân đạp vô gốc cây nha. Ủa có đồ luôn. Mang chắc luôn. Tê. Đây, thành quả của mấy anh em nãy giờ đi dầm mưa đội nắng. Rửa gì vậy, đất hay gì đây quá trời vậy, sao đổ vô dữ vậy? Nãy anh ba dùng như đây thì kho kho dư sức ăn các bạn. Để lại sàn ra đi, lại lại xếp xong cái cảnh này. Té té. Ủa đổ ngoài đó vậy đất không. Ừ, vô anh ba ơi. Chuẩn bị về các bạn. Nhìn mấy đôi dép rồi đi xình hết thèm các bạn. Giờ cái rửa, rửa dép rồi các bạn. Cái dép quần khiết kìa. À. Ơi. Chết rồi. Ba em chửi bình rồi. Chửi cái thàm một quay nha. Chụp hình đi. Mấy anh em mình đi về tới nhà các bạn. Giờ lựa ba rác cá rồi ra các bạn. Về mình chia ra. Chia ra mình về mình kho nha các bạn. Wow. Ba kêu vợ em có đậu không? Bình tích rồi các bạn. Về hết rồi, về tắm rửa rồi. Chưa rối luôn các bạn. Dầm nguyên cây mưa mới ăn được chỗ này. Nay đi có thiết rườm này, cảnh súng này, đính các bạn này là chuyển quỳnh chặt keo. Đi hôm nay thì team mình gia nhập thêm ba thành viên mới, bình thường thì có hai anh em thôi. Trời ơi, không đổ ngoài đó hả? Trời ơi, cái nhỏ là ở đâu hả? Cái nhỏ là cái nhỏ là cái này mày lọt đâu. Đó thì cái nhỏ đó đấy hả? Lọt đó. Cá mình nhiều mình sợ gì? Nhưng không có thì là gom à. Trời ơi. Ngày mai rảnh đi. Nhiều đâu cũng chén cơm mà. Cha các mẹ đủ mà đuổi đéo mà vô vào. Anh Dương mày biết què. Con nấu sao rồi? Đuổi thả bớt.
bữa sao thấy cá sạm đủ má tụi mẹ qua mình ta. Mẹ che. Cá nó bự quá thả á. Cá thật nè. Cá không? Bực lá sả nè. Bực cái lá sả cuối. Thả mốt cái mình lờ mình xuống hàm mình lờ lên nó lên chứ đâu. Không có hỏi lá sả gì kìa. Giờ mình chà các bạn, chà sơ này, cá con mình cà nhẹ thôi. Đừng có chà mạnh, chà mạnh nó nát hết. Ồ, cái này chịu làm mắm, làm hủ, mắm thì khỏi chê luôn. Này làm tháng nữa để ăn thật khỏi chê luôn. Giờ nhìn thèm. Mấy ngàn à? Ừ, ba không thiếu gì. Đâu. Con nhà không nhậu lúc chứ. Tháng này đi tới ruộng này không có. Cái rô đẻ dữ không? Cái răng này hồi dưới mấy dưới mình mắc mẹ hết rồi mẹ ơi. Đây ngày mai kia 12 giờ mình đi xuống đó đó. 12 giờ đi nào đi, 12 giờ cũng có 12 giờ nó bước rau. 12 giờ. Ba tao giờ tôi trang giờ ngọ không? Không xúc xúc đợi tao đợi 12 giờ bước rau. Chưa nắng gồm xuống. Chưa ngủ nghe ba nói mình xuống rồi nên là kêu có ai chứ. Xúc vào. Đó đó. Tao dương này xúc. Có không? Cái tô, làm tô, mình đập mình nó đập mé. Anh nói nó thật không à? Tôi chuyện qua thấy nhò 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 luôn mà. Qua đó mình chờ nó khô á. Mà uống trà đâu, tôi nói anh cái đồ anh đi. Trà. À. Mà khỏe rồi. Nó ta giấu, để cạn. Rồi bà, thấy nó nát nát, cái nhỏ rồi bà. Cái lớn này mình chắc được. Rồi, tắt đi. À, tắm rửa rồi đi. Rồi, chắc được. Ok, thì mình cũng về tới nhà rồi. Bây giờ mình rửa cá rồi xong rồi các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Để anh em đâm tem chào các bạn. Cái này tắt luôn các bạn ơi. Lần quá các bạn ơi.